có nghe tiếng chuyển động gì không? Không chuyển động. Tôi cũng cảm thấy là im rồi, yên lắng. Theo như cô bé này nói là hiện ngày xưa hình cũng đã có một cái hiện tượng này rồi, một lần rồi. Liệu cái trên cái nóc cửa, trên nóc thang ấy, có cái bộ phận nào mà nó bị ảnh hưởng về vấn đề có, đấy? Có. Đấy. Trên đấy tôi có. Nghĩ rằng là khả năng ở cái khu vực đó nó sẽ khả năng nó chiếm cái tỷ trọng hơi cao. Cái đấy có biến thành cửa mới hệ thống cửa. Đấy, thì chính cái thằng khu vực đó là nó là cái nguyên nhân để mà nó chứ còn cái tủ trên này thì tôi nghĩ rằng là nó khô ráo là thì cái khả năng là so với cái thằng kia thì thằng kia có vẻ là sẽ nguy hơn. Tất cả thì bị ướt, chỉ riêng cái khu vực thang máy thì lại còn có vẻ là dữ rồi. Còn cái nước ở đáy hố thang ấy là nó là cái hiện tượng nó bung cái chỗ mái tôn của cái hệ thống cầu thang bộ là nước nó cứ trút xuống. Rồi trút xuống là trút thẳng xuống dưới nền nhà ấy, và nền nhà nó sẽ là ngấm xuống. Đấy, chứ không phải là nước là dội từ ở trên này xuống. Biết à?
dòng thấp có 2A. Mình có sơ cua có cái mỏ hàn ở mình dính cho hai đầu cả dễ nhất. Thôi cứ ngoắc tạm nếu mà thấy được thì không đổi cái kia xe không, bây giờ mình cứ tạm đi rồi thay sau, quan trọng gì cầu trì lúc nào thay giờ được, vấn đề là mình... Là có phải lỗi do nó không là vấn đề không? Thì mình cứ thay thế tạm móc kể cả 10A vào 100A vào miễn là không mạch. Cái cầu chì này là kinh nghiệm nên ngoắc được chứ không lúng túng ấy chứ. Nhất là những cái cầu chì nó còn nhỏ tí nữa. Về cái dây của mình nó to. Làm sao để ngoắc được một cái vào đầu nó để nó giữ lấy một cái dây để có cái đầu để nó ngoắc lên cái phía đầu trên này này thì khi mình ấn cái là nó giữ được. Chứ nếu mà nó chỉ vòng tròn hết thôi thì khả năng nó giữ nó hơi khó. Đấy, khi đầu móc này mình móc được nó lên một vòng đi thì nó mới giữ được. Đấy, thế là được. Rồi, tụt rồi. Thường ấy, đây tôi đề xuất với anh như này, anh cứ ngoắc một đầu vào để anh cắm vào đã, chỉ cần gập cái này xong chụp ở trên đầu, sau ở dưới anh quấn đó, cái mà một sợi thôi, không cần nhiều, bởi vì cái dòng nó có 2A thì không thành vấn đề, cái dây này là thừa sức rồi. Đấy, anh ngoắc một tí thôi, mà ngoắc một tí thôi để cái thừa ở đầu cái thằng kia, xong anh cắm trước vào cái thằng kia để nó giữ đã, coi là cắm ngập đã. Đấy,
đúng rồi, đó rồi, thế xong ở đầu dưới này anh muốn quấn muốn xoáy làm kiểu gì đấy nhỉ? Chứ bình thường ấy bọn tôi làm là bọn tôi là dí mỏ hàn ngay, mỏ hàn pin luôn, không cần điện lưới. Đấy, rồi kìm bấm mình bấm đi gập một cái xong mình để mình ấn vào thế là xong. Kệ nó, mình cứ căn căn cho nó đúng chiều mà mình ấn vào là nó ăn mà đầu một đầu ấy rồi, bây giờ một đầu là mình giữ mình theo trục cái xoắn thêm một tí nữa hoặc là gập ngang dạng được, vừa xoắn vừa gập ngang. Đấy, cũ là nó đã, anh nào đã ngoắc cái rồi này. Tức là bị đứt là ngoắc rồi. À, câu nhưng mà đáng nhẽ ra là câu để tạm thời. Xong là anh phải kiếm cái khác, anh phải thay thế vào để tránh cái trường hợp chập nổ. Nếu mà anh nào làm trước là thôi, là xong là quên. Nghe có tiếng gì nhỉ? Như vậy là cái cầu chì cái động tác của mình nên là không tác dụng. Ông trước ông đã câu mẹ rồi. Bây giờ báo hát. Tôi nghĩ là anh nên kiểm tra cái thằng cái nóc của cái thằng này mà làm thế nào để nó chui xuống được cái tầng dưới thì mình để mình ngồi trên nóc nó, chứ nó ở trên tầng 6 này thì mình kiểm tra cái nóc này khó đúng không? Không được thực tại. Mình ở nó đang ở tầng 6 này, có cái cách nào để mình kiểm tra nóc được không? Không có đường nào. Thì nó thiết kế thế thì nghe cũng không hợp lý lắm nhỉ. Thế có cách nào để cưỡng bức cho nó xuống được không? Ví dụ như quay tay hay là gì đó. Quay tay đó, để quay tay mình cho nó xuống tầng 5. Để mình ngồi trên tầng 6 mình sẽ kiểm tra cái nóc của nó đúng không? Không, tôi thì tôi không biết gì về thang máy đâu, tôi chẳng qua là tôi thì cũng có kiến thức về ngành điện của cái thằng khác. Anh hiểu không? Cho nên là cũng mạnh dạn cứ đi theo, tôi còn không định đi theo anh đâu.
mà anh cứ tự anh là xử lý giúp họ thôi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Em cũng năm mấy tuổi. À, mới năm mấy thôi gì? Em mình thế thì anh em là được rồi. Ừ, tôi gần 70 rồi. Không, nhiều khi cái người mình ý trông mỗi người không không phải dễ đoán. Nhiều khi cái cách xưng hô không cẩn thận thì lại bảo là thiếu tôn trọng nọ kia thì nó không hay. Chứ còn bọn Tây bọn nước ngoài nó cứ ai yêu là xong. Vâng. Nhưng mà cái dân mình á mà không cẩn thận thì lại bảo là thiếu tôn trọng. Alo. Thì à không phải đâu, cái dưới chắc là nó hỏng lét đấy, ở trên nó vẫn 3 số 6 mà chắc tầng một chắc là nó chết hết rồi. Ở trên này. cửa không đóng mà đóng vào cũng không chạy, không anh kéo cửa đóng vào rồi mà vẫn không chạy, em đang trên tủ điện chưa vẫn tủ thiên lang cũ hay chưa. Anh đang kiểm tra có vào hết rồi mà không chạy. Giới hạn có vào hết. UD không chạy. Đây chúng ta vẫn đầy đủ ba nguồn đầy đủ. Đấy móng móng lợi thế đủ đấy, móng đã kiểm tra. Bên em hút mà à chạy rồi. Chạy rồi. Ngon rồi. Chạy rồi. Nó quá được rồi. Vậy thì nó là cái gì? Ok, đúng rồi. Nghe tiếng là nó chạy rồi. Chạy rồi. À, bây giờ mới mở được đầu ca ở bên dưới. Bây giờ mới mở được bên dưới mới làm được. Thôi mình cứ kiểm tra lần nào mình có cộng. Vâng, thôi rồi chạy rồi thì nhưng mà vấn đề là tôi đang muốn hỏi anh là nguyên nhân là chạy được. Vâng, bây giờ chạy được không? Nguyên nhân là chạy được chứ có bây giờ chạy được thì nó đồng ý rồi. Nhưng mà đây là quả vô tình chạy được hay là do quá trình mình thao tác? Đấy, hay là mình, do mình đang xử lý cái gì? Cái này thì thực ra mà nói rất là khó. Đúng không? Vâng. Đấy, đấy, đấy. Không, đây là nói ở góc độ anh em mình kỹ thuật với nhau. Vâng. Tôi ở góc độ kỹ thuật về cái món khác thôi. Chứ đấy, không phải về anh, cái... Anh chắc là bên điện tử là hơi... Đúng rồi. Tôi là dân của bây giờ nó gọi là Học viện Bưu chính Viễn thông. À, đấy, bên... Vâng, chứ trước thì nó là bọn tôi nó gọi là Đại học Kỹ thuật Thông tin Liên lạc. Thế nhưng qua 5 tháng thì cũng cứ va hết cái thằng này với va thằng kia. Có nghĩa là điện, bên bưu chính viễn thông là điện tử là nhiều, còn bên thang máy này là điện tử ít, thì có nghĩa là kiểu gì cửa nó cũng có một tí điện tử. Bên thang máy này chủ yếu là nó là cơ là nhiều anh ạ. Ví dụ như là cái cơ về thang máy quan trọng chứ. Chủ yếu là cơ là nhiều chứ. Nhưng cơ. Mà bây giờ tôi nói với anh ấy, với cái công nghệ mới nó cũng áp điện tử cũng hơi nhiều linh tinh đấy. Không, thang máy thì cơ bản ít, chủ yếu là như cái thang này cụ thể là điện tử, chỉ mỗi cái bo mạch này mới là cái cục này thôi. Đúng rồi. Tất cả cái thứ này đều là cả trả là cơ khí, anh có nhận không? Thì tất nhiên là điện tử nó chỉ có mỗi cái cục này. Mấy cái bo này. Đó là gọi là điện tử. Mấy cái biến tần đầu cửa nó tí xuống nó chỉ vậy. Biến tần đầu cửa nó là điện tử thôi. Tất cả thứ là cơ khí hết.
Đó, mà tí nữa thôi được rồi, cái cầu trì kia thì không thành vấn đề. Anh để tự tôi sẽ kiếm, anh không phải lo không vụ đấy. Tôi sẽ kiếm cái cầu trì theo đúng yêu cầu của nó là 2A. Vâng, đấy, đấy, rồi, đấy. Chạy xuống rồi thì bắt đầu mới vào được. Đúng rồi, đúng rồi. Đầu kia kiểm tra, chứ vừa nãy là không treo được vậy. Nhưng anh thấy trên này nó bị tôn hết rồi. Mình thì chính tôi cũng định mò vào ấy để tôi xem nếu mà nó ẩm ướt thì mình phải sơ bộ mình chưa sửa được thì mình lau chùi những chỗ ướt đi. Anh hiểu ý tôi không? Đấy, vì là mình là dân điện cho nên mình biết rằng là nếu mà nó hắt nước hay là cái ẩm ướt là nó sẽ càng để lâu là càng nguy hiểm, nó trầm trọng hơn. Thì nếu có điều kiện thì tôi muốn là mới. Làm thế nào như nó lại đúng vào tầng 6 thì tôi chịu. Vâng. Đấy. Ví dụ tầng 5 thì anh vào được. Tầng 5 là tôi sẽ mở và tôi sẽ dùng máy sấy tóc. Đúng không? Trong tôi sẽ xì cho nó khô. Lấy rẻ đau xương đau. Tất nhiên cái chuyện đấy là chuyện trước khi xì rồi. Cái tối thiểu của mấy cái ông gọi là chuyên sửa chữa máy cũ. Xử lý nước vào xử lý như thế. Ok. Thôi cái này cứ khép tạm thôi, không quan trọng. Tôi đang làm tí nữa, em phải đến rồi. Ok. Điện giờ đâu? Giờ mát à? À. Rồi. À, thằng này đây. À. Thằng này chắc là cũng sẽ hỏng luôn. Đúng rồi, cái đèn này nó phải sáng lên. À. Cái đấy là cái dơ le chứ không phải đèn. Dơ le nhưng mà nó có đèn. À, dơ le có đèn báo. Ừ, có đèn báo, cái thằng kia có. Nhưng mà sao ba ô một cái nó lại để trống lên? Cái này cơ bản không dùng. À. Đấy, thế thì khả năng là có thể nó chập chờn nó ẩm nó cứ tạch 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 tạch. Cái dơ le. Vâng. Ừ. Thậm chí không? Rằng là cái này có thể phải tháo ra để sấy để không, cho nó anh nhìn thấy con này nó sáng nhá, nhưng sáng này không, cái sáng hay không thì tôi cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nó vẫn tác dụng, chẳng có cái đèn nó cháy. Đúng rồi, cháy cái đèn led thì mình tháo ra mình thay cái đèn không vấn đề gì, chẳng cần phải thay. Miễn tiêu điểm nó tốt thôi. Mà cái tiếp điểm này ấy là theo tôi nghĩ rằng là cũng có thể nó ẩm, nó tháo cái vỏ ra xong nên dùng máy sấy tóc, tức là sấy nhẹ hoặc là nó bẩn. Đấy, chính là nó cái tiếp xúc của cái tiếp điểm nó kém, nhưng mà kém thì thường là nó do bụi, do không khí. Không, nó là do vì oxy hóa nó lâu ngày. Oxy hóa nó đánh hồ quang này. Bắt đầu là cần thiết thì tìm, nhưng mà cái hệ này giờ mua là hơi khó. Nếu như là mát tí hàng hết tiêu vốn có mát hả? Có mát thì có thể là hiện nay đang ẩm ướt thì xem là mát ở đâu. Và mát do cái nguồn ướt dưới thì tí nữa phải cho vệ sinh lau khô. Có mát tí hàng tiêu vốn 24 vô. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung 24 vô thì 24 vô đi lại không vấn đề gì. Khỏe không được gì. Không đều rời rác cả. Nhưng có cái là về nguyên tắc là mình phải xử lý. Đúng rồi, an toàn là chính hết. Chủ yếu là người già với trẻ con cũng mình không khỏe, không làm gì. Hay rồi. Tôi là người mua lại cái nhà này. Vâng. Anh hiểu chưa? Còn trước đây mà anh gặp cái cháu vừa rồi ấy, là cái hệ là chủ cũ, là cái thủy. Từ thời chủ cũ đấy. Đúng, đúng. Chứ còn từ cái thời mà tôi tiếp quản, tức là 2015 cho đến bây giờ, tức là năm nay là năm thứ 9. Là... thật ra tôi quý Minh ở chỗ là khi mà cần thiết thì anh em gọi nhau, và chính là tôi xử lý ở cái bảng ở trên tủ điện trên ấy. Là trường hợp là hôm nay nó mất nguồn.
ra mà nói cái thang này của anh lâu lắm rồi, cáp kiếp này hỏng hết rồi. Hỏng chưa? Hỏng. Nên thay chưa? Cáp này ra sò trắng hết rồi anh. Đây. Cái cáp nguyên bản của nó thế này à. Nhưng mà cái cáp kia là nó ra sò trắng cũng cái à. Cái dầu thì cái lọ tự tiết dầu nó hết rồi à. Đây là trong này nó không có lọ tự tiết dầu à. Là nó hết dầu à. Bắt đầu là nó tạo thành cái ma sát à. Tạo thành cái ma sát khi tiếp xúc với những cái pulley của thang. Hiểu rồi. Thì bắt đầu là nó mòn. Thế thì vậy thì mình hoặc là phải thay cáp đúng không? Vâng, cáp này là hoặc là có cách bảo dưỡng không được không? Cáp này thì không bảo dưỡng được các bạn. À, hoặc là có cái nguồn để mình cấp dầu cho nó được không? Không không, đừng cấp dầu, đừng bôi mỡ. Bởi vì tôi này, đấy đấy tôi cho rằng nó gọi cần ma sát nữa cơ chứ nó không cần ma sát nữa cho nó chứ chứ dầu vào có khi lại hỏng. Nó hỏng. Đó. Chạy xong nó dừng, động cơ thì dừng nhưng mà cái này vẫn trượt. Đối trọng nó kéo lặng nó vẫn cứ trôi. Trôi theo đà quán tính. Bởi vì là khi mà đã mòn rồi ấy, mà cái lõi sẵn lõi tích dầu này nó hết rồi. Đấy, ấy nó vẫn đang mát hoặc là nó sắc ấy. Một cái sắc chọc thì nó mát. Nó sắc, cái đầu đấy là nó cái phoi nó sắc. Nó sắc, nói chung là con giật cũng như thế. Về điện áp thì nó chỉ thế thôi, nhưng mà vấn đề á là cái độ tiếp xúc, cái quan trọng là mức độ tiếp xúc. Vâng, khi được. Dòng nó tăng đúng không, tiếp xúc ít thì dòng nó không đáng kể, nó không vấn đề gì, nó chỉ hơi tê. Cái quạt của anh hỏng này. Quạt hỏng à? Quạt hỏng. Thảo nào là lâu thấy mình quạt hỏng này. Tất cả cái hệ thống dây này cũng phải thay đủ đâu mà. Anh cho hỏi một tí, như vậy là tức là giữa nóc thang với lại cái khoảng không gian này, vâng, thì nó chỉ được thông khí qua cái quạt này đúng không? Vâng. Có còn cái chỗ nào thông đây, khí nữa không? Mới lại các cái liên các cái khe xung quanh đúng không? Khe xung quanh đây đây anh ạ. À, đâu? Trần đấy. Rồi. Trên dạ có không? Đó. Có lỗ không? Lỗ thông gió đây. À. Dưới chân bởi vì không? Là hiện nay là tôi thấy một số người kêu là chẳng hạn như thang mà đang có người mà xong mất điện hay một lý do trục trặc nào đó mà người ta chóng ngạt thì tôi cho rằng là tại sao mà vô lý, bởi vì ít nhất nó có cái độ thông trần chứ đúng thì làm sao mà kêu ngạt hay là do cái tâm lý người ta kêu tâm lý hoặc là người bị bệnh hoặc là bị bệnh đúng không, bệnh tim mạch à. Đấy anh thắng lên của người người không à. Tôi nói là đơn giản cái về nguyên tắc quạt gió thì nó phải có độ thông thoáng, đến xe hơi người ta còn là chỉ có mỗi cái cách là cho người gió ngoài hay gió trong mà thôi. Vâng, đúng. Có đúng không? Vâng, người ta lấy gió trong thì thích thì gió trong để cho nó đỡ bụi trong những quãng đường hoặc cho nơi không khí nó kém. Yeah. Chứ còn về nguyên tắc là vẫn phải đẩy cho một cái độ lưu thông không khí. Có nghĩa kể anh mà thằng cái thằng thiết kế này có phải thằng Anamit đâu. Cái này là thằng Anamit là học của thằng Tây thằng Tàu. Thì những cái đấy là nguyên tắc tối thiểu về cái an toàn, về cái vệ sinh không khí. Nói thực ra mà nói đây kể cả cái cánh cửa nó hở như này là không khí cũng vào được chứ còn không đến mức độ mà chết ngạt. Mà chỉ có vài người thôi mà lại bảo là trong mấy chục phút mà chết ngạt thì tôi thấy rằng là nó không thuyết phục. Không đấy là người ta chẳng qua là cái tâm lý thôi. Ví dụ anh em mình đang ở ngoài này thông thoáng rồi, xong vào trong khó chịu xong bảo ôi trời chết ngạt đến nơi cứ kiểu như thế. Người Việt mình hay kiểu thế. Mà hôm vừa rồi là lại có một cái cậu, vì tôi là nghe cái câu chuyện, vì là xong cái cậu đến sửa thang lại bảo là bây giờ tìm mọi cách để làm thế nào để khoan, để thông cái lỗ ở dưới đỉnh của cái hầm thang để lên trên. Thì tôi bảo là không biết, cái thang đời mới, cái đấy là mới lắp. Đấy, mới lắp được khoảng hơn nửa năm. Cũng có hết lỗ thông thoáng anh ạ. Thì, có đúng không anh? Có. Đấy, thế thì anh là người trực tiếp chứ tôi thì không phải ngành. Em cũng làm nhiều thang rồi nhưng không có một cái thang nào mà bí. Mà tôi nghĩ rằng nguyên tắc người ta thiết kế người ta phải tính cái chuyện đấy chứ, người ta có phải dài đâu, cái đúng chuyện rồi. Đấy nó là muôn thuở thôi, nó có phải kín như cái hầm ngầm đâu mà. Ừ. Sao mà bây giờ chẳng qua là cái tâm lý của các ông ở ngoài thì thông thoáng nó quen.